Hello anh em, đây là quá trình hoàn thành xong một cái đầu kéo lắp một bên tại Sinh Chắc Miền Nam. Đó. Đây là đang thử nâng lên, coi có cái gì sự cố gì không nha. Rất là ok luôn ạ. Một này là một gum ly 25 khối nha anh em, 30 nhưng mà một trục co rút, rất là tiện lợi. Anh em nào có nhu cầu gắn móc ben, gắn hệ thống lắp ben, hoặc là có nhu cầu về đầu kéo móc ben thì liên hệ Sinh Chắc Miền Nam nhé.